Văn Trình và Quang Huy xin kính chào quý vị khán thính giả đến với phần tin tổng hợp của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi phần tin thế giới đầu tiên dưới sự trình bày của Văn Trình. Bão Yutong gây gián đoạn giao thông, hàng không ở Hồng Kông. Sau khi làm thiệt mạng cho 6 người tại Phi Luật Tân, bão Yutong Việt Nam gọi là bão số 7 hôm nay 14 tháng 8 đã tràn vào Hồng Kông, khiến thị trường tài chính và các trường học phải đóng cửa và làm hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn. Bão Yutong đã ập vào Hồng Kông với sức gió trên 100 km/h kèm theo mưa lớn. Đài Thiên Văn Hồng Kông đã phát đi cảnh báo số 8 với mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 3 cấp. Giới chức quản lý sân bay Hồng Kông cho biết 100 chuyến bay dự kiến bị hủy và 174 chuyến khác bị hoãn do bão. Các dịch vụ phà tới các hòn đảo ở xa và Trung Quốc đại lục bị gián đoạn, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Tại một khu vực của Hồng Kông, gió mạnh đã làm gãy một đĩa vệ tinh vốn rơi xuống một dãy xe máy. Ở những nơi khác, cây cối bị bật gốc và một con đường bị đóng cửa. Các đường phố ở Hồng Kông hôm nay rất vắng vẻ vì nhiều người ở nhà do các doanh nghiệp và trường học đóng cửa. Thị trường chứng khoán Hồng Kông đã bị đóng cửa vào buổi sáng. Vào trưa nay, giới chức sẽ quyết định có mở lại giao dịch vào buổi chiều hay không. Một phụ nữ đã phải nhập viện do hậu quả của bão và hiện trong tình trạng ổn định. Chính quyền đã mở 17 trung tâm trú ẩn tạm thời để phục vụ người dân. Đài Thiên Văn Hồng Kông cho hay bão Yutong với sức gió lên tới 165 km/h ở gần tâm bão, đang tiến về tỉnh Quảng Đông ở Đông Nam Trung Quốc. Theo hãng tin Xinhua, bão Yutong dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Đông Nam Trung Quốc vào tối nay hoặc sáng mai theo giờ địa phương. Xinhua cho hay những cơn sóng cao tới 11 mét đã được ghi nhận ở phía bắc Biển Đông và các đội phòng chống thảm họa đã được huy động cho khu vực Quảng Đông. Trước đó, bão Yutong đã càn quét Philippines sang phẳng nhiều ngôi nhà, gây lũ lụt và lở đất. Giới chức Philippines cho biết bão Yutong đã làm 6 người chết và 5 người vẫn đang mất tích. Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Yutong đã tấn công phía bắc bão Luzon với sức gió lên tới 200 km/h vào sáng ngày 12 tháng 8, trở thành cơn bão mạnh nhất tại Philippines kể từ đầu năm nay. Và chuyển tiếp đến bản tin tiếp theo thì tàu ngầm Kilo của Ấn Độ phát nổ, 18 thủy thủ bị mất tích. Tàu ngầm Kilo INS Singhurasat với 18 thủy thủ bên trong đã phát nổ và bị chìm tại một bến tàu ở thành phố Mumbai vào hôm nay, ngày 14. Tàu ngầm điện Diazo vừa quay về từ Nga chưa đầy một năm sau khi được đưa đến đó để tân trang lại. Một nguồn tin từ Hải quân Ấn Độ nói với AFP, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc tàu ngầm đã hoàn toàn chìm sau vụ nổ. Phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ Narendra Kumar Vispil thông báo hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Chúng tôi đang tìm kiếm 18 thủy thủ trong tàu. Hải quân Ấn Độ cũng đã ra lệnh thành lập một ban điều tra nguyên nhân của vụ cháy nổ. Các nhà chức trách Ấn Độ đang lo ngại rằng vụ cháy nổ tàu ngầm nói trên có thể đã làm hư hại những tàu hải quân khác đang neo đậu tại bến tàu Mumbai. Một chuyên gia quốc phòng nói với AFP rằng chiếc tàu ngầm được phía Nga giao cho Ấn Độ vào năm 1997 và mẫu tàu này còn thiếu một số thiết bị an toàn hiện đại mà thế hệ tàu mới lẽ ra phải có. Các nguồn tin quốc phòng do trang tin India Today biết tàu ngầm này từng gặp sự cố phát nổ tương tự hồi năm 2010, khiến một người chết. Quay sang một bản tin khác thì điện thoại Triều Tiên bị nghi là hàng làm ở Trung Cộng. Triều Tiên ca ngợi dòng điện thoại thông minh đầu tiên do nước này sản xuất, nhưng một số nhà phân tích cho rằng đây thực chất là điện thoại được sản xuất ở nước láng giềng Trung Quốc. Tên của loại điện thoại cảm ứng này được đặt theo bài dân ca nổi tiếng của Triều Tiên Arirang, được cho là sử dụng hệ điều hành Android của Google. Trong chuyến thăm tới nhà máy sản xuất điện thoại cuối tuần qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được giới thiệu tỉ mỉ về chất lượng, quy trình, hoạt động và đóng gói của sản phẩm điện thoại cầm tay Arirang. Mặc dù theo thông tin của KCNA, thì các điện thoại cầm tay được sản xuất tại nhà máy
nhưng cũng có thể họ đặt hàng một nhà sản xuất của Trung Quốc rồi đem về nhà máy trước khi bán ra. SCMP dẫn lời Martin Williams, người điều hành trang North Korean Tech, cho hay Stephen Miller của trang Tech in Asian cũng có ý kiến tương tự. Nhiều khả năng tất cả các điện thoại thông minh này được sản xuất tại Trung Quốc. Chỉ có một vỏ hộp cuối cùng là được sản xuất tại nhà máy mà Kim Jong-un đi thăm. Miller nói, hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được nhìn thấy sử dụng một chiếc điện thoại di động làm dấy lên nhiều đồn đoán về chính sách sử dụng điện thoại ở Triều Tiên. Các nhà quan sát cho rằng Arirang ra đời để người dân Triều Tiên có thể được sử dụng điện thoại công khai, nhưng cũng không loại trừ khả năng có thể bị theo dõi. Điện thoại di động được giới thiệu ở Triều Tiên vào năm 2008 qua công ty liên doanh với Ai Cập, Orascom. Liên doanh này nói rằng họ hiện có 2 triệu khách hàng ở Triều Tiên. Koryolink là nhà mạng duy nhất ở Triều Tiên và người dân nước này vẫn chưa thể dùng di động để gọi đi quốc tế. Về mạng máy tính, Triều Tiên không phổ biến rộng rãi mạng Internet mà chỉ có mạng Intranet, một hệ thống nội bộ trong nước được phát triển từ năm 2002 để các trang web của một số cơ quan của nhà nước tuyên truyền thông tin. Mạng Intranet gần như tuyệt chủng ở phần còn lại của thế giới. Internet chỉ được cung cấp cho khoảng 1.000 người ở Triều Tiên và đó đều là những quan chức cao cấp của nước này. Hoàng tử William mời bảo mẫu 71 tuổi chăm sóc hoàng tử bé. Kate Middleton và hoàng tử William gửi lời mời bà Jessie Webb chăm sóc cho con trai 20 ngày tuổi của họ. Bà Webb 71 tuổi đang nghỉ hưu, rất vui lòng để được giúp công tước và công nương xứ Cambridge, dù cũng hơi lo lắng vì sẽ bắt đầu lại một công việc toàn thời gian. Tuy nhiên, vì không kết hôn và không có con, bà luôn yêu mến công việc tại hoàng gia và vẫn giữ liên lạc sau khi nghỉ hưu. Bà cảm thấy hơi lo lắng vì bà quá yêu mến William. Tờ People của Anh cho hay, người bảo mẫu già được các nhân viên làm việc trong hoàng gia Anh mô tả là một người được cặp đôi tin tưởng. Bà đã bảo vệ hoàng tử William và Harry vượt qua những tổn thương khi cha mẹ họ ly hôn. Mẹ của William, cố công nương Diana, chọn bà Jessie làm bảo mẫu chính cho hoàng tử trước khi cậu lên 7 và đi học, trong khi cha của cậu, thái tử Charles, định chọn một người khác ở trường học của hoàng gia. Bà Jessie đến từ Đông London, được cho là một phụ nữ mạnh mẽ, được giáo dục trong môi trường truyền thống. Một người từng làm việc với bà cho biết bà có rất nhiều khiếu hài hước. Công nương Diana cho rằng bà Jessie sẽ giúp đỡ mình trong việc giáo dục các hoàng tử về sự công bằng, lòng trắc ẩn và cũng đem lại sự vui thích cho các con mình. Và bây giờ, khi là một ông bố trẻ, William muốn con trai mình nhận được sự chăm sóc tận tình của bảo mẫu như anh từng có. Khi William còn nhỏ, hoàng tử là một cậu bé dễ bị tổn thương và hoang mang khi chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau. Bà Jessie thường chơi với William để cậu bé không phải nhìn thấy mẹ mình khóc. Jessie rất tốt với các hoàng tử và William biết điều đó rõ nhất. Thái tử Charles cũng quý mến bà. Công nương Diana thì có thể còn hơi ghen tị vì bà ấy hài hước hơn các hoàng tử và các hoàng tử rất thích chơi với bà. Miro dẫn lời một nguồn tin cho biết. Một người khác kể lại, bà Jessie khá thích môn polo. Bà ấy bố trí cho các cậu bé thi đấu và các hoàng tử rất thích. Các hoàng tử còn chơi đùa với bà bằng cách bắt tay với các nhân viên ở nhà bếp. Các hoàng tử chui vào trong bếp để trộm Jessie và tiếng bước chân của bà đi lục lọi ở khắp trong vườn và trong bếp. Trong một số bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử và đám cưới hoàng gia vài năm trước, bà Jessie rất được coi trọng và được mời đến dự. Công nương Catherine, 31 tuổi, được biết đến với phong cách một bà mẹ hiện đại và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ mẹ đẻ là bà Carol Milton. Tuy nhiên, sau 6 tuần đầu ở nhà mẹ đẻ, cô sẽ về cung điện của hoàng gia, trong khi hoàng tử William đã quay trở lại thực hiện nghĩa vụ của một phi công trực thăng của họ ở Alesi, phía xứ Wales. Cặp đôi được khuyên nên nhờ người giúp đỡ, chậm nhất là vào cuối mùa hè, vì chăm trẻ con rất mệt. Vợ của hoàng tử Edward, Sophie Wessex,
48 tuổi, nhờ các bảo mẫu toàn thời gian để chăm sóc cho các con. Nói với Kay rằng sẽ rất vất vả vì vừa phải nuôi con nhỏ và vừa phải thực hiện các nghĩa vụ của hoàng gia. Một nguồn tin thân cận với hoàng gia nói rằng cặp đôi biết rằng họ không thể làm tất cả mọi việc và họ cũng ngại những lời bàn tán rằng cô phụ thuộc quá nhiều vào mẹ đẻ. Một nhân viên trong hoàng gia bình luận, Chelsea là một lựa chọn lý tưởng. Mọi người đều yêu mến bà ấy. Bà ấy kín đáo và đã có tuổi. Bà ấy sẽ không khoe khoang và phô trương trên mặt báo. William vẫn liên lạc với Kay và con trai bằng Internet hàng ngày và cậu ấy nhớ vợ con vô cùng. Phải đến 2 tuần sau khi xa vợ con, cậu ấy mới ngủ ngon trở lại, một nguồn tin cho hay. Nam Hàn hạ thủy tàu ngầm tấn công 1.800 tấn. Thông tấn Xinhua dẫn lời Hải quân Nam Hàn cho biết, con tàu diesel điện Times 214 có trọng tải 1.800 tấn chiều hôm qua được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Daegu Shipbuilding and Marine Engineering trên đảo Jeolla, phía đông nam Seoul, nhằm tăng cường năng lượng tác chiến dưới nước. Đây là con tàu thứ tư cùng loại được đưa vào hoạt động kể từ năm 2010. Con tàu được đặt tên theo một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử Nam Hàn là Kim Gwa-in, người sống trong giai đoạn thực dân Nhật cai trị. Ông Kim đã lãnh đạo cuộc chiến Cheongsan-ri, đánh bại 3.300 quân Nhật. Tàu có thể tấn công đồng thời 300 mục tiêu và hoạt động trong nhiều sứ mệnh như chống tàu, phòng không và chống ngầm, cũng như tấn công chính xác mục tiêu trên mặt đất bằng tên lửa hành trình. Tàu ngầm Kim Gwa-in sẽ đóng góp lớn vào việc gìn giữ chủ quyền biển của chúng ta, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye nói tại lễ hạ thủy. Trước thực tế của các cuộc xung đột gay gắt về lợi ích quốc gia, việc bảo vệ vùng biển của chúng ta và lợi ích quốc gia của chúng ta trên biển là điều cần thiết, bà nói thêm. Tàu Kim Gwa-in có thể chạy 2 chiều từ Seoul tới Hawaii mà không cần tiếp nhiên liệu. Nó cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ dưới nước trong 2 tuần mà không cần ngoi lên mặt nước. Tàu sẽ được chuyển giao cho Hải quân trong nửa cuối năm 2014 sau giai đoạn đánh giá và sẽ được triển khai năm 2015 để tham gia các hoạt động hàng hải. Nga trục xuất gần 600 thợ lao động Trung Quốc. Khoảng 570 thợ lao động Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vừa bị trục xuất khỏi vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Theo hãng tin RIA Novosti, cảnh sát vùng Krasnodar cho hay các di dân Trung Quốc bị trục xuất đã làm vườn trong các nhà kính mà không có giấy phép lao động. Theo các quan chức thực thi luật pháp địa phương, họ đã bị bắt giữ và bị phạt tổng cộng 924.000 rúp hay 28.000 đô la trước khi bị trục xuất. Khoảng 100 di dân Trung Quốc khác cũng bị bắt tại vùng Volgograd lân cận. Hiện chưa rõ nơi ở của họ. Cảnh sát Nga hôm 12 tháng 8 nói rằng họ đã bắt giữ hàng trăm di dân bất hợp pháp trong các cuộc truy quét hồi cuối tuần qua tại ít nhất 8 trong 83 vùng của Nga, sau các chiến dịch tương tự tại hai thành phố lớn nhất nước Nga là Moscow và Petersburg. Hồi tháng 6, hãng tin RIA Novosti cho biết vùng Krasnodar có kế hoạch ngừng thuê các lao động Trung Quốc trong năm 2014 do xảy ra vài vụ vi phạm pháp luật của các lao động Trung Quốc. Một thông cáo của chính quyền địa phương cho hay, các cuộc kiểm tra cho thấy các loại rau và hoa quả do di dân Trung Quốc trồng có chứa hàm lượng kim loại nặng hơn nhiều so với mức độ cho phép. Và 22 con người sống trong một thân xác phụ nữ. 22 nhân vật mà chị Dow Taylor sở hữu là 22 con người ở đủ mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp cũng như tính cách khác nhau. Khi tay trong tay dạo phố với hai cậu con trai nhỏ của mình, chị Dow Taylor, người Anh, trông không khác những phụ nữ đã có chồng con là bao. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài bình thường ấy lại là những điều kỳ lạ đầy bí ẩn về bà mẹ trẻ này. Chị Dow Taylor sống tại thị trấn Clacton-on-Sea, hạt Essex cho biết, chị có tới 22 tính cách khác nhau tượng trưng cho 22 nhân vật riêng biệt, thay đổi liên tục tới 10 lần trong ngày mà đến ngay chị cũng không thể biết trước được mình sẽ nhập vai nhân vật nào. Mỗi nhân vật đều có giọng nói, cách thể hiện và phong cách đặc trưng.
Đôi khi chị Taylor trở thành một tú bà Madame Taylor nắm trong tay một ổ gái gọi. Khi lại là một cô bé Daisy 5 tuổi học mẫu giáo, bà Mary, nhân viên của BC World, 60 tuổi, hay thanh niên hung hãn Lester. Không chỉ vậy, chị Taylor còn sở hữu tính cách của một nhà triệu phú giàu có, một chủ cửa hàng sandwich xứ Wales, cô thôn nữ Cornish và một ca sĩ nhạc rap. Bà mẹ trẻ này luôn có cảm giác đã tiêu tốn mất tuổi thanh xuân của mình trong những cơn say. Cứ sau khi nhập vai, khi chị Taylor lại không thể nhớ được những hành động mình vừa làm. Sau nhiều năm biểu hiện hành vi bất thường, tháng 6 vừa qua, chị Taylor đã tới bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc hội chứng tâm thần phân liệt, hay còn gọi là hội chứng đa nhân cách. Chị Taylor bắt đầu có những biểu hiện bất thường kể từ lần sinh nở đầu tiên. Nhưng sau nhiều năm mắc bệnh, bà mẹ từng là người mẫu này đã phải xin nghỉ vì không đủ điều kiện làm việc. Trở thành một con người đa nhân cách là một vô cùng khó khăn và đáng sợ. Nó không chỉ gây ảnh hưởng tới tâm lý của chị Taylor mà còn đảo lộn cuộc sống gia đình nhỏ bé của chị. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thảy đều hướng phước cam lộ đạo căn bất thối. Mỗi ngày nhìn lại chính mình, mơ ước có một làn da khỏe tối thiểu, nhưng lại phải đối diện với làn da khô cằn bong chóc, chán nản quá. Dễ dàng thôi, kem dưỡng ẩm thông minh từ công ty mỹ phẩm Jade sẽ làm mát lạnh lớp da khô cằn bằng dòng nước tinh khiết vùng băng giá Alaska trắng xóa, thẩm thấu vào tận lớp da cuối cùng, tăng sức đề kháng, cân bằng nhiệt độ, bảo vệ làn da để đương đầu trong môi trường khắc nghiệt hiện tại. Nuôi dưỡng mịn màng làn da dầu khó chịu bằng tinh chất hoa trái thơm ngon trọn 24 giờ đồng hồ. Gel trở thành dạng nước khi dùng làm tươi mát bề mặt da, trở thành trắng, sáng, săn mịn và trẻ đẹp. Thông minh quá, đúng với cái tên của nó, kem dưỡng ẩm thông minh, chỉ có từ công ty Jade. Làn da của em sao mịn thế? Thẩm mỹ làn da không chỉ vỏn vẹn rửa mặt sạch sẽ và sử dụng kem dưỡng mỗi ngày. Chúng ta cần phải đắp mặt nạ mỗi tuần, Adorableness. Loại mặt nạ collagen của công ty Jade. Tươi mát nhẹ nhàng nhưng thẩm thấu cực kỳ hiệu quả. Glycerin và Hyaluronic ẩm mát cho làn da kết hợp cùng với collagen thượng hạng kéo lại những lớp da săn chắc, mịn màng, tươi sáng. Buông lỏng người để cảm nhận mạch máu lưu thông, đem sức sống cho mỗi tế bào da khao khát như nắng hạn tiềm mưa, đẩy lùi những nếp nhăn hằn sâu, những vết nám bướng bỉnh theo thời gian trôi vào quá khứ. Giờ đây chỉ còn lại một làn da rực rỡ tươi hồng,
kiêu kỳ quý phái, không bao giờ phải hãi sợ thời gian tàn nhẫn. Mặt nạ collagen của công ty Jade quyến rũ hương thơm. Jade, King of Collagen. Sức khỏe và sắc đẹp vĩnh cửu, hãy cùng nhau tìm lấy. Oppo 7 đã được bán hơn 7 triệu chai trên toàn quốc. Tôi đã đề nghị dược phẩm này trong hơn 10 năm trong ngành và tôi đã thấy rõ hiệu lực của dược phẩm. Tôi là Lê Việt Châu, năm nay 80 tuổi. Và tôi là Đinh Hiền Nhân, năm nay 61 tuổi. Tên tôi là Đinh Xuân Nãn, năm nay 69 tuổi. Trước kia tôi cũng bị đau nhức khớp và qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã sử dụng thuốc này một thời gian, được một tháng thì tôi thấy là nó rất giảm bớt rất nhiều và bây giờ tôi không còn đau nhức nữa. Từ xưa đến nay tôi cứ hay dùng thuốc tây. Với cái tuổi lớn và với những các cái xương, những cái bệnh tật của khớp xương, khớp tay, nó làm như là tôi thiếu cái sự cử động lành nhẹ nữa. Một thời gian đó, tôi biết được cái loại Arthro 7 này. Và khi uống thử loại này đó, thì tôi phải công nhận rằng cái kết quả rất là nhanh. Và tôi cảm thấy rất happy sau khi đã dùng. Thì bây giờ tôi có thể hít đất được, tôi có thể gập bụng được và tôi có thể đi lại một cách rất tự nhiên. Dạ, tôi bị thương năm 1967 và sau này tôi đi tù. Thì lúc về tôi rất nhức xương sống. Vì thế tôi dùng thuốc tây rất nhiều mà tôi đã nằm ở bệnh viện Mỹ nữa mà cũng không hết. Người ta mới giới thiệu tôi là thuốc Arthro 7. Tôi uống thì bây giờ cái xương sống của tôi nó ít đau hơn mà nó cũng rất là hiệu nghiệm. Vì thế tôi giới thiệu mọi người thấy nếu mà bệnh như tôi bị xương khớp bị đau nhức thì hãy dùng Arthro 7. 1-888-350-3888 hãy gọi ngay hôm nay để được free shipping. Vâng, kính thưa quý vị, Tuấn Cảnh đang đứng trước cái chỗ mà trưng bày của Clover TV là 9757 đường Garden Road, có rất nhiều kiểu mẫu của bàn ghế và những cái ghế nằm mà chúng ta có thể phơi nắng ở bãi biển, chúng ta có thể ở chỗ hồ bơi hay là rất là nhiều đây, những cái bộ bàn ghế này hoàn toàn bằng gỗ thiên nhiên hết. Kính mời quý vị hãy tới 9757 Garden Road, thành phố Garden Road. Kính mời quý vị hãy tới công ty Clover TV để chúng ta đây. Vâng, Tuấn Cảnh, đây chỉ là một số những cái sản phẩm trưng bày ra phía mặt tiền này thôi. Và kính mời quý vị hãy tới với chúng tôi và chọn cho mình một trong những cái sản phẩm cần thiết, thiết yếu nhất cho gia đình của quý vị. Xin cảm ơn. Đây là một cái bộ bàn vuông cao có 4 chiếc ghế đi chung với nhau và bên cạnh đó thì có thêm một cái bàn thấp ở bên dưới. Quý vị có thể để thêm đồ ăn, thức uống extra khi mà mình để lên bàn, mình có 2 hay 4 người cùng tâm sự với nhau ở bên ngoài. Rất là mát mẻ, rất là đẹp trong mùa hè này. Đây là một mẫu khác mà quý vị có thể xếp lại bỏ trong xe rất là tiện lợi. Quý vị có thể đem đi bất cứ ở nơi đâu, đi khi mà cắm trại ở ngoài biển hoặc là ngoài những cái cánh đồng mà quý vị có thể đem tiện lợi xếp lại để lên xe chở đi. Và tất cả những cái mẫu ghế có nhiều hình dạng khác nhau, tha hồ quý vị lựa chọn. Hiện tại chúng tôi có 3 mẫu ghế dài khác nhau, từ những cái sọc đứng, những cái hoa văn hoặc là những cái kiểu cách rất là sang. Một kiểu bàn khác nhỏ hơn, thấp hơn, để hai cái chân rất là thoải mái. Đây, tất cả những cái sản phẩm gỗ để ở ngoài trời không mối, không mọt và không bị cong. Một sản phẩm mới mà quý vị có thể để mua, để trong vườn của mình, bên ngoài patio, đằng trước hay đằng sau nhà rất tiện lợi. Mời quý vị gọi ngay cho chúng tôi ở số phone 714-539-2999, 714-539-2999 để có một cái giá đặc biệt.
Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi tiếp tục phần tin tức của ngày hôm nay sau đây và mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Thật phần tin đầu tiên đến từ Hoa Kỳ cho hay, hai người bạn của hung thủ đánh bom Boston Marathon tuyên bố vô tội. Hai sinh viên đại học tuyên bố không nhận tội về cáo trạng cản trở công lý sau khi bị cáo buộc đã tiếp tay với nghi can đánh bom cuộc chạy đua marathon ở Boston để phi tang bằng chứng. Dias Kadir Baves và Azamat Stayakavos, cả hai đến từ Kazakhstan, đã xuất hiện trước một tòa án ở Boston hôm thứ Ba. Hai sinh viên này bị cáo buộc là đã mang đi một máy laptop của Zoka Snaiv, người bị cáo buộc là kẻ đánh bom và đã vứt đi một túi đeo lưng chứa đầy pháo. Luật sư của Kadibayev nói với tòa án rằng thân chủ của ông đã hợp tác với FBI ngay lập tức bằng cách trao lại chiếc máy vi tính và cho họ biết về chiếc túi đeo lưng. Nhân viên FBI đã thu hồi chiếc túi đeo lưng từ một bãi rác. Luật sư của Tayakov nói rằng thân chủ ông không có liên quan trong việc vứt đi chiếc túi đựng pháo. Nếu bị xét là có tội, cả hai sẽ phải đối diện với bản án là 25 năm tù. Và một nguồn tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ tìm cách ngăn hai hãng hàng không lớn sáp nhập. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và một số giới chức tiểu bang đang tìm cách ngăn chặn đề nghị sáp nhập hãng hàng không American Airlines với hãng US Airways. Nếu được tiến hành, sẽ trở thành hãng hàng không lớn nhất thế giới. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Bill Barr nói thay đổi này sẽ tác hại tới sự cạnh tranh và buộc hành khách phải trả lệ phí và giá máy bay cao hơn tới hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Hàng triệu hành khách tại Hoa Kỳ hiện đã chi tiêu 70 tỷ đô la cho các chuyến du hành đường hàng không mỗi năm. Ông Barr nói với các nhà báo rằng hai công ty này vừa nêu tên nói họ đủ sức mạnh để có thể đứng vững một mình. Giá chứng khoán của American Airlines và US Airways sụt giảm sau khi tin loan đi cho hay Bộ Tư pháp Mỹ sẽ xúc tiến hành động pháp lý. Các hãng hàng không không đã nhiều khó khăn trong việc ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu và chi phí an ninh tăng vọt trong những năm gần đây. Dân chúng tập trung trước cây thần xin nước mắt của Chúa. Theo ý kiến chuyên gia thực vật học, việc cây bách nhật hồng tự phun ra nước lạ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng dưới con mắt của các giáo dân sùng đạo, đó lại là nước mắt của Chúa Trời ban cho. Ghé thăm nhà thờ John Scarterro thuộc thành phố Fresno, California trong một ngày có nắng, nhiều người không khỏi thấy lạ khi chứng kiến một nhóm giáo dân sum họp dưới tán cây xanh để chờ đợi phép màu xảy ra. Bà Rosemary Navarro, một trong số những giáo dân cho biết, bà tới đây để tỏ bày nguyện ước, mong Thiên Chúa sẽ ban cho mình phép màu hóa giải bệnh tật mà bà đang gánh chịu. Cũng giống như bà Navarro, những người dân bộ đạo khác đều tin rằng thứ chất lỏng chảy ra từ cây bách nhật hồng hay còn gọi là cây tử vi này chính là nước mắt của Thiên Chúa. Qua kiểm tra, ông John Rehorn, một chuyên gia thực vật cũng khẳng định có chất lỏng chảy ra từ cây tử vi trước nhà thờ John Cathedral. Và nó cũng không phải là nước. Lý giải về hiện tượng lạ này, chuyên gia Rehorn nói có thể các con rệp và đã ăn nhựa sống trên cây. Trong quá trình chuyển hóa cơ thể, con rệp đã bài tiết ra chất thải và khi con rệp lộn ngược cơ thể, chất lỏng này chảy xuống. Theo ông, đây cũng chỉ là một phản ứng bình thường của tự nhiên. Ông cũng đã ghi nhận một số trường hợp tương tự trên các con phố. Maria Barra, một tín đồ khác cho biết, mỗi lần họ cầu nguyện tới Chúa Giê-xu, cây tử vi nhỏ ra nhiều nước thánh hơn. Bà Barra là người đầu tiên phát hiện ra thứ nước kỳ lạ này. Vì vậy, trong quan điểm của bà, dù có phải là chất thải của rệp hay không, thì đó vẫn được coi là nước thánh. Bà nói, có thể mọi người nhìn sự việc theo quan điểm khoa học, nhưng dựa trên quan điểm tâm linh, tôi thấy đây là bằng chứng Chúa xuất hiện. Bắt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ubexim lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Chiều 13 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Cộng sản Việt Nam đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khởi tố ông Trương Vui, 54 tuổi, ngụ tại phường 8, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất, Xuất nhập khẩu Lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp.
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Dân Trí cho biết, theo điều tra, ông Vui dùng số tài sản và nhà và đất tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Sài Gòn, mang đi hợp tác kinh doanh mua bán, thế chấp cùng với nhiều người, nhiều tổ chức nhằm chiếm đoạt số tiền cực lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, mặc dù công ty của ông Vui không có hàng hóa gì, nhưng ông này vẫn ký hợp đồng mua bán nhằm chiếm đoạt của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa số tiền lớn. Ông Vui còn dùng thửa đất tại xã An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương, mang đi thế chấp tài sản đảm bảo vay tại nhiều ngân hàng, rồi mất khả năng thanh toán. Hiện sự việc vẫn còn trong vòng điều tra. Và một tin tức khác cho hay một chuyện chỉ xảy ra ở Việt Nam. Vòng tránh thai lạc vào ruột bệnh nhân. Sở Y tế Tuyên Quang ngày 13 tháng 8 đang mời hội đồng chuyên môn từ Bệnh viện Phụ Sản 4 xem xét trường hợp bệnh nhân NTT, 27 tuổi ở Na Han, Tuyên Quang, bị vòng tránh thai lạc vào ruột. Sau khi đặt vòng tránh thai tại bệnh viện huyện ngày 4 tháng 8, theo kiến thức Darknet, đây là hiện tượng hy hữu vì thực tế chỉ từng phát hiện vòng tránh thai đặt lâu nằm lệch chuyển vào ổ bụng. Theo tin từ gia đình, sau khi được đặt vòng, chị Ti có hiện tượng đau bụng, chảy máu nhiều. Siêu âm kiểm tra sau đó 2 ngày cho thấy vòng đã lạc vào ruột. Chị Ti đã được phẫu thuật lấy vòng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang hôm ngày 12 tháng 8. Nhưng nguyên nhân vì sao xảy ra hiện tượng vòng tránh thai lại lạc vào ruột bệnh nhân thì vẫn phải đợi ý kiến của hội đồng chuyên môn xác định. Và một nữ cảnh sát viên gốc Việt được làm việc lại sau khi bị kiện, tin từ Houston Texas. Jenny Bùi, một nữ cảnh sát viên từng bị sa thải và bị xét xử trước đại bồi thẩm đoàn Texas, nay được phục hồi công tác tại nhiệm sở ở Dallas. Nữ cảnh sát viên Jenny Bùi làm việc cho cơ quan cảnh sát tiểu bang. Báo Viễn Đông dẫn tin truyền thông Hoa Kỳ cho hay, cô Jenny bị đuổi việc trong tháng 6 năm nay vì có liên quan đến một vụ kiểm tra cơ thể của hai phụ nữ bị cảnh sát chặn xe. Jenny Bùi từng bị điều tra tội khám xét chỗ kín của Brandy Hamilton và Alexandria Randall một cách thiếu chính xác. Theo tin, Brandy và Alexandria bị chặn xe vì tội lái xe quá tốc độ. Hai phụ nữ trẻ tuổi này đã kiện sở cảnh sát và nữ cảnh sát viên Jenny Bùi, khiến cô bị mất việc và bị xét tội trước đại bồi thẩm đoàn. Thế nhưng theo một chỉ thị của Ban An toàn Công chúng, cô Jenny được phục hồi việc làm vào ngày thứ Sáu, 9 tháng 8 năm 2013. Cơ quan tiểu bang đã nhận xét rằng Jenny Bùi không thể bị trừng phạt quá nặng vì cô thiếu kinh nghiệm và chỉ tuân lệnh một cảnh sát viên cao cấp hơn. Trong khi cô Jenny Bùi được làm việc lại, thì cấp trên của cô là ông Nathaniel Turner vẫn bị sa thải. Ông là người đã ra lệnh cho cô khám chỗ kín của hai phụ nữ vì nghi ngờ hai người này giấu ma túy. Vụ khám cơ thể xảy ra vào ngày lễ Memorial Day năm 2012. Sau này một trong hai phụ nữ bị truy tố tội có cần sa trong người. Thế nhưng trong ngày bị chặn xe năm 2012, họ không có ma túy. Họ khiếu về việc bị làm xấu hổ ở bên cạnh một con đường đông xe qua lại. Ông Stephen McCrow, giám đốc Ban An toàn Công chúng cho rằng hành động của nữ cảnh sát viên Jenny Bùi đã vi phạm quy định của cảnh sát công lộ. Tuy nhiên, ông tin rằng hành động của cô không tương xứng với hình phạt bị sa thải. Trước đây, cảnh sát viên Nathaniel Turner nói rằng ông ngửi mùi cần sa trong xe nên mới ra lệnh cho cô Jenny Bùi khám cơ thể của Brandy và Alexandria. Theo lời của hai cô này, ông Turner nói rằng chúng tôi sẽ làm quen với phần phụ nữ của hai bạn. Một phụ nữ nói rằng cô cảm thấy bị xâm phạm vì cô Jenny không thay găng tay sau khi khám chỗ kín của người bạn trước khi sờ vào cơ thể của cô. Tuy được làm việc trở lại, cô Jenny Bùi phải chấp nhận làm việc không lương trong 60 ngày, bị kiểm tra trong vòng 6 tháng và phải học thêm về cách thức điều tra của cảnh sát. Bốn thủy thủ trốn khỏi tàu đánh cá Đài Loan đã về Việt Nam.
4 thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu đánh cá Hestitar Đài Loan bị ngược đãi, đánh đập, nợ lương, phải nhảy tàu trốn thoát ở đảo Haiti vào ngày 8 tháng 8 đã về đến Việt Nam vào đêm ngày 12 tháng 8. Theo báo Người Lao Động, hiện còn 7 thủy thủ Việt Nam đang làm việc trên tàu này. Chiều ngày 13 tháng 8, Cục Quản lý Lao động ngoài nước của Bộ Đảng Việt Nam đã có thông tin gửi các cơ quan báo chí cho biết đã xác định được danh tính 4 thủy thủ nói trên gồm Hoàng Văn Hậu, Lê Đình Anh cùng ngụ huyện Quý Châu, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Hùng và Trần Văn Dũng. Khuya ngày 12 tháng 8, 4 thủy thủ nói trên đã về Việt Nam và đã được đại diện của doanh nghiệp xuất khẩu. Và kính thưa quý vị khán thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tổng hợp của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Chúng tôi xin kính chúc quý vị khán thính giả một ngày an lành và vui vẻ. Xin kính chào quý vị.